Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các thành viên quyết định nhiều nội dung quan trọng. Hưng Yên tạm ứng 42 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội mùa xuân năm 2023. Các doanh nghiệp chủ động phòng ngừa sự cố hóa chất. Những lưu ý trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khi thời tiết rét. Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét và cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trong quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2022, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung 15 tuyến đường tỉnh trong quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2022 và định hướng đến năm 2030, việc ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên, dự thảo quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý về sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 43 năm 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, tờ trình về việc phê duyệt đề án sắp xếp vị trí bãi bốc xếp chứa chất tạm thời vật tư vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 và việc ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên, kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ra soát, điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường cho đồng bộ, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành. Trong quá trình thực hiện, cần gắn với quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải, việc đặt tên các tuyến đường phải được xong sớm trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhất trí nội dung cần sớm ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên, bởi đây là căn cứ để các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng tháng, hàng năm tại cơ quan, đơn vị, đồng thời làm cơ sở để kiểm tra đánh giá kết quả chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phục vụ theo dõi, đánh giá xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh kịp thời chỉ đạo, góp phần đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với đề án sắp xếp vị trí bãi bốc xếp chứa chất tạm thời vật tư vật liệu xây dựng trên bãi sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030. Tuy nhiên, đối với nội dung này, đồng chí nhấn mạnh thì tất cả các bến bãi mà không được cấp chủ trương đầu tư thì yêu cầu dừng nha, các huyện thành phố thì sẽ dừng. Trên địa bàn nào mà phạt vi phạm chính đảng, còn đơn vị nào mà không thực hiện theo đúng quy định thì vi phạm thì xử lý người đứng đầu nha, chứ không phải như thế đâu. Cấp xã, cấp huyện liên quan đến bến bãi mà không có chủ trương đầu tư, không có quyết định đầu tư mà hoạt động trái phép thì xử lý. Thế còn lại quy hoạch lại thì nhất trí quy hoạch lại để ta sắp xếp lại và sắp lại các vị trí cho phù hợp với nhu cầu và khả năng năng lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cung cấp các nguyên liệu vật liệu cho địa phương. Nhưng mà thời gian cấp phép tạm dừng thì trong vòng 30 ngày đấy, và giao chính quyền địa phương quản lý, các lực lượng chức năng xử lý đơn vị không chấp hành theo quy định của pháp luật. Sau đó thì ta cấp phép theo quy định đóng thuế cho nhà nước, đơn vị mà không được cấp phép là hoàn toàn trốn thuế 100%. Tối kỵ này, đây các đồng chí phải động não. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với việc ban hành quyết định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 43 ngày 4 tháng 6 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Trong đó, kế hoạch thực hiện bán đấu giá 9 nhà máy nước và 1 mạng đường ống cấp nước đầu tư bằng nguồn vốn chương trình FOR và kế hoạch thực hiện giao 16 nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn chương trình NTP
cho các doanh nghiệp hiện đang quản lý vận hành bằng hình thức giao có hoàn trả giá trị tài sản cho nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, đây là vấn đề liên quan đến tài sản công cho nên cần hết sức thận trọng kỹ lưỡng. Do đó, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính nghiên cứu kỹ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Cần thiết phải xin ý kiến của Bộ ngành tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 43 để việc triển khai thực hiện nghị định hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Giang khóa 20 tổ chức kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Văn Hưng, Bí thư huyện ủy Văn Giang. Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, toàn huyện vẫn đạt được những kết quả khá toàn diện. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,8%, tổng giá trị sản xuất đạt trên 30.100 tỷ đồng, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt trên 423 triệu đồng, giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 108,8 triệu đồng một người trên năm. Thu ngân sách trên địa bàn ước hết năm 2022 gần 27.000 tỷ đồng, đạt 476,8% so với kế hoạch. 24 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Năm 2023, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,7%, giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,1%, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa đồng ý chủ trương tạm ứng 42 tỷ đồng từ quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đó, phân bổ cho huyện Văn Lâm và Văn Giang mỗi huyện 11 tỷ đồng, huyện Yên Mỹ và Quái Châu mỗi huyện 10 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 qua địa bàn. Trước mắt, một số địa phương sẽ dùng kinh phí này để tạm ứng tiền hỗ trợ di dời mồ mả cho nhân dân. Theo thống kê, có khoảng 2.900 ngôi mộ cần di dời. Thời điểm này, các địa phương đang hoàn tất việc rà soát các ngôi mộ và tích cực vận động nhân dân chủ động di chuyển sang vị trí mới. Nhiều hộ có mồ mả trong chỉ giới xây dựng đường vành đai 4 cũng có nguyện vọng di dời ngay trong năm nay. Việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhằm giúp nhân dân yên tâm và thuận lợi trong việc di dời mồ mả. Theo tiến độ được giao, đến hết tháng 6 năm 2023, tỉnh Hưng Yên phải bàn giao ít nhất 70% mặt bằng cho dự án đường vành đai 4. Ngay sau khi được bàn giao mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4, huyện Văn Lâm chủ động triển khai các giải pháp để vận động nhân dân sớm di dời mồ mả, lập phương án quy hoạch bố trí khu tái định cư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án đi qua. Đây là địa phương được đánh giá có sự tích cực trong triển khai dự án giao thông quan trọng quốc gia có yêu cầu tiến độ rất gấp này. Hôm nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Sợi di chuyển thêm 6 ngôi mộ của dòng họ ra khỏi nghĩa trang thôn Hành Lạc để nhường đất cho đường vành đai 4. Gia đình ông đã được vận động rời mộ trước, nhận hỗ trợ sau. Nộ tộc thì là bây giờ tôi là chuyển, thế bây giờ tôi quyết định là cho chuyển tất các cụ về một nơi. Tiền đền bù thì chưa có, nhưng mà gia đình chúng tôi phải chuyển thôi. Sau này nhà nước đền bù bao nhiêu thì mình lấy cái đấy. Để di rời gần 600 ngôi mộ khỏi nghĩa trang này, địa phương cũng linh hoạt vận động 5 hộ tự nguyện bàn giao trước gần 1.400 m2 đất nông nghiệp thuộc vị trí dự kiến xây dựng nghĩa trang mới. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đến nay huyện Văn Lâm di rời được gần 700 ngôi mộ trên tổng số hơn 1.100 ngôi mộ phải di rời. Huyện Văn Lâm cũng có trên 220 hộ với diện tích hơn 40.000 m2 đất thổ cư tại 4 khu dân cư, chủ yếu ở xã Lạc Hồng và Lạc Đạo phải bố trí tái định cư. Huyện đã dự kiến vị trí nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng các khu tái định cư với diện tích gần 100 hectare. Mong muốn các cấp có thẩm quyền nhanh chóng phê duyệt khu vực tái định cư và làm phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Hướng tuyến đã đi qua khu vực lõi của đô thị Văn Lâm đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 4. Cần phải có quy hoạch chi tiết về mặt xây dựng để tạo ra không gian kiến trúc cảnh quan để người dân thấy được cái nơi ở mới có tính ổn định, đáp ứng được đời sống lâu dài. Đó là vấn đề rất cấp thiết, vừa phục vụ quy hoạch phát triển đô thị khi vành đai 4 đấu lối vào cái đô thị của Văn Lâm. Đường vành đai 4 đi qua cũng ảnh hưởng đến 12 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm.
trong đó có công ty Dược Hà Hưng ở thị trấn Như Quỳnh, nhà máy nước sạch An Sinh ở xã Lạc Đạo sẽ phải di dời. Huyện đã làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để đề xuất với tỉnh phương án hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Đối với các tài sản mà phải di chuyển thì chúng ta thực hiện theo hỗ trợ di chuyển tài sản cho đối với các tổ chức kinh tế. Còn các cái cơ chế chính sách khác liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư thì đề nghị chủ tư kiến nghị với cấp thẩm quyền để có cái hướng dẫn cụ thể, thì lúc đấy sẽ tuyên truyền vận động các doanh nghiệp để triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo ổn định sản xuất của các doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội xuân năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo triển khai của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị dụng cụ, phương tiện phục vụ, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức, ý thức và kỹ năng của cán bộ công nhân viên, chủ động phòng ngừa và xử lý khi có sự cố xảy ra, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân trong việc sử dụng ga, điện, hóa chất và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, chủ động rà soát xây dựng và bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy với các cơ sở quản lý. Duy trì chế độ trực chiến đấu 24/24 giờ để đảm bảo ứng cứu kịp thời hiệu quả, đồng thời tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra để đôn đốc đánh giá và chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót. Các sở ban ngành liên quan tập trung rà soát kiểm tra thẩm định và tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Đối với địa phương, cần tăng cường chỉ đạo củng cố kiện toàn trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống chữa cháy khi xảy ra cháy nổ. Quá trình tổ chức các sự kiện văn hóa chính trị lễ hội đầu năm phải tập trung chỉ đạo đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, siết chặt kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với các doanh nghiệp thì việc phòng chống cháy ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất tràn dầu ra môi trường không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe của người lao động luôn là những vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Hưng Yên hiện có hơn 100 doanh nghiệp sản xuất và sử dụng hóa chất để làm ra các sản phẩm, tập trung tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Lĩnh vực chính là sản xuất thép và linh kiện điện tử, chủ yếu là hóa chất ăn mòn như H2SO4, HCl, NaOH, NH3, các hóa chất dễ cháy, cồn công nghiệp. Được biết, đây là lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sản xuất, sức khỏe người lao động và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm luật, nghị định và các quy định của bộ ngành về sử dụng bảo quản hóa chất. Việc diễn tập xử lý tình huống cũng được các doanh nghiệp triển khai thường xuyên. Điển hình là các doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các doanh nghiệp kinh doanh chiết xuất ga, khí hóa lỏng, lĩnh vực mạ màu. Hàng năm thì phía công ty cũng thường xuyên tổ chức các cái buổi diễn tập về xử lý tình huống sự cố hóa chất như này, cứu người bị nạn, khoanh vùng loang tràn hóa chất và sau đó là cho xử lý trung hòa axit hoặc hóa chất đấy. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Quý Mão năm 2023. Thời điểm này, các nhà vườn trồng quất cảnh ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đang chuẩn bị những công đoạn chăm sóc cuối cùng để xuất sản phẩm ra thị trường. Xã Đông Tảo hiện có khoảng 6 hectare trồng quất cảnh với gần 1.000 hộ, chủ yếu ở thôn Dũng Tiến. Dưới bàn tay khéo léo của người dân nơi đây, cùng kỹ thuật chăm sóc tốt nên hầu hết các diện tích quất đều phát triển tốt quả sai và có mẫu mã đẹp, đa dạng về chủng loại, từ cây bé để bàn quất bonsai, quất bát tới cây cao, cây to quất chung. Thời điểm này, tại các vườn, người dân đang tập trung chăm sóc tỉa bỏ những quả vẹo không đạt chất lượng và thường xuyên kiểm tra vườn cây cảnh để kịp thời xử lý một số bệnh, sinh vật gây hại thường gặp trên cây cảnh dịp cuối năm như sương mai, ruồi vàng, bọ trĩ, nhện đỏ. Tính đến thời điểm này, 2/3 gốc quất trong toàn xã đã được các thương lái trên toàn quốc đặt hàng, giá bán tại vườn trung bình từ 150.000 đồng đến 3 triệu đồng một cây tùy từng loại. Dự kiến bình quân 1 hectare cho giá trị đạt trên 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay. Thời tiết ban đêm rét buốt, ban ngày khô hanh, nhiệt độ thấp rất dễ khiến cho trẻ nhỏ mắc các bệnh về hô hấp, đòi hỏi có biện pháp phòng chống phù hợp. Những ngày gần đây, trời có sương muối, rét buốt về đêm và sáng.
chị Thanh đã tạm dừng thói quen cho con phơi nắng. Những cánh cửa cũng được đóng kín mít để hạn chế khí lạnh vào nhà. Dù đã cẩn thận phòng chống, nhưng con vẫn mắc bệnh, nhất là khi không khí lạnh tăng cường. Thời tiết này bây giờ kiểu hôm thì lạnh giá, hôm thì trời hanh heo hay là cháu ốm theo thời tiết luôn. Tiên là cháu ho, xong rồi cháu mới chuyển sang sổ mũi, xong là bỏ ăn rồi là ốm sốt nữa. Thì là mang đi bác sĩ khám thì bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi. Tại trường mầm non Minh Châu, từ đầu mùa đông đến nay, hầu như ngày nào cũng có trẻ nghỉ học do các bệnh về hô hấp. Do đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh trong thời tiết giá rét được các thầy cô giáo đặc biệt quan tâm. Chúng tôi sẽ nhắc nhở với phụ huynh là mặc đủ ấm cho trẻ, khi đi đường thì phải có khẩu trang, tăng cường các cái khẩu phần ăn cho trẻ, đặc biệt về các cái đủ chất dinh dưỡng. Chúng tôi sẽ nhắc nhở giáo viên nếu những trẻ nào hay chơi nghịch thì toát mồ hôi thì cô giáo sẽ cởi đỡ một hai chiếc áo ngoài. Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đến nay, trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng có thể xuống dưới 10 độ, trong khi ban ngày lại tăng nhiệt nhanh, dao động từ 20 đến 22 độ. Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm cao khiến trẻ có nguy cơ mắc một số bệnh về hô hấp. Số lượng bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên tăng gấp 2 so với ngày thường. Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc giữ ấm, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, cha mẹ không nên tự ý dùng thuốc điều trị khi còn nhiễm bệnh. Cho trẻ tiêm phòng đủ theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi mà trẻ có một cái biểu hiện nào đấy bất thường ấy, thì tốt nhất là gia đình nên cho trẻ đi khám sớm, không tự ý dùng thuốc, không tự ý dùng bất cứ một cái can thiệp gì trên người em bé. Thì khi mà đi khám sớm thì các bác sĩ sẽ có các tư vấn và có các cái hướng dẫn tùy vào tình trạng của từng em bé một. Chúng tôi đã cấp cứu những trường hợp là bôi dầu tràm nhiều quá, hoặc là không biết là cái loại dầu gì bôi vào tay chân của em bé xong em bé bị bỏng. Thế chúng tôi cũng đã từng cấp cứu những cái trường hợp mà dã nhỏ cái tỏi ra xong là đút vào trong cái tất của em bé. Đấy, xong rồi là quên đi, thế là em bé nó phồng rộp lên, xong rồi nó nhiễm trùng cả cái da bàn tay bàn chân. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của Internet và mạng xã hội ở một góc độ nào đó đang là mảnh đất màu mỡ để các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi. Thời gian vừa qua, tại tỉnh Hưng Yên đã có nhiều người dân bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, gây thiệt hại về tài sản và gây bức xúc trong nhân dân. Hình thức lừa đảo phổ biến nhất và nhiều người gặp phải đó là đối tượng xấu hack nick Facebook của một ai đó rồi nhắn tin cho những người quen để hỏi mượn tiền, nhờ chuyển tiền. Bà Lê Thị An ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu cũng mới bị lừa mất hơn 50 triệu đồng bởi hình thức trên. Một ai đó đã hack nick Facebook của con trai bà đang làm việc ở bên Nhật, sau đó giả danh nhắn tin bảo bà An chuyển tiền để giải quyết việc gấp. Do nhẹ dạ cả tin, không xác minh thông tin từ con trai mình, nên bà An vội vàng vay mượn tiền để chuyển vào tài khoản của đối tượng lừa đảo. Lúc bây giờ, những người mê ấy mà, tin con mình quá, mình nghĩ là con mình chưa bao giờ nó nói dối, nó thu hồi lại tất cả các tin nhắn của nó, lúc bây giờ mới biết là lừa. Một hình thức lừa đảo khác là các đối tượng xấu giả danh công an, tòa án, viện kiểm sát để gọi điện đe dọa cá nhân nào đó có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng cho chúng hoặc nộp tiền để giải quyết vụ việc. Với hình thức trên, một người dân ở huyện Văn Giang đã bị chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Sáng ngày 11 tháng 11, chị Bùi Thị Giang ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đến công an xã trình báo về việc có một người tự xưng là đại diện cơ quan thực thi pháp luật gọi điện cho chị thông báo chị đang liên quan đến một vụ án trong Đà Nẵng và phải nộp tiền ngay cho người này. Người ta nói là chị có một vụ kiện ở trong Đà Nẵng buôn bán chất cấm, họ đang nói tôi cung cấp số chứng minh và 10 triệu. Nhờ sự cảnh giác và kịp thời trình báo với công an nên chị Giang không bị lừa mất tiền. Khi liên lạc lại nhiều lần với số điện thoại tự xưng là cơ quan thực thi pháp luật đó thì các đối tượng đều không nghe máy. Có người gọi điện đe dọa tống tiền thì nên liên hệ với cả công an, một công an xã, hai công an huyện, cũng có thể đường dây 113 để tránh cái tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa thứ nhất là mất tiền, thứ hai về cái suy nghĩ cho người dân. Gần đây, nhiều người là nạn nhân của hình thức lừa đảo làm công việc online trên web sàn thương mại điện tử. Chị Bùi Thị Thu ở huyện Văn Giang được một người lạ chào mời việc nhẹ lương cao. Làm cộng tác viên bán hàng trên web, đối tượng hướng dẫn chị Thu lập một tài khoản, sau đó yêu cầu chị nạp tiền vào tài khoản đó để lập dữ liệu cho web với hứa hẹn được trả lại số tiền lớn hơn.
Tuy nhiên, cứ sau mỗi lần nạp tiền thì hệ thống báo lỗi, yêu cầu nạp lại tiền. Cứ như vậy, sau nhiều lần nạp tiền, chị Thu đã bị lừa mất hơn 100 triệu đồng. Tôi muốn rút về nhưng mà không rút được, xong rồi bảo tôi là nạp thêm 30 triệu vào đấy thì để rút được về hơn 100 triệu. Thì tôi muốn cố muốn lấy được cái tiền của tôi, thế là tôi nạp vào xong, xong rồi cuối cùng báo là tôi bị sai lỗi này lỗi kia nên là không thể rút được tiền về, bây giờ là phải thêm tiền nữa thì tôi mới được vòng quay đấy, thì tôi mới được thêm tiền. Thế là vì tiếc tiền muốn lấy, xong cuối cùng là tôi bị lừa. Không vì hám lợi thì mà tham gia các cái sàn thương mại điện tử mà mình chưa xác minh rõ về cái nguồn gốc và cũng như là tính chính xác của các cái sàn này, và không tuyệt đối là không chuyển tiền cho các đối tượng mà mình không quen biết. Theo Công an tỉnh Hưng Yên, các hình thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, mạng viễn thông, mạng xã hội phổ biến hiện nay là hack, giả mạo nick Facebook, giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện đe dọa, tuyển công tác viên bán hàng online, giả danh nhà mạng, cán bộ ngân hàng để lừa đảo. Người dân cần hết sức cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên. Khi có nghi ngờ, cần bình tĩnh, chia sẻ thông tin cho gia đình và thông báo cho cơ quan công an để xác minh. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Hãng tin Mỹ Bloomberg đưa tin Châu đã thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ do chi phí năng lượng tăng cao sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, hãng tin này dự đoán đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong những thập kỷ gần đây. Theo Bloomberg, số tiền này là do giá điện tăng đối với các công ty và người tiêu dùng ở châu Âu. Bloomberg cho rằng sau mùa đông, các kho chứa khí đốt sẽ trống rỗng và trong điều kiện nguồn cung cấp khí đốt của Nga chỉ ở mức tối thiểu thì sẽ khó lấp đầy các kho chứa này. Nếu giá khí đốt tự nhiên ở Liên minh châu Âu tăng lên mức 210 euro mỗi megawatt giờ, thì liên minh này sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Trong khi đó, tình hình căng thẳng với việc cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu sẽ kéo dài ít nhất tới năm 2026, khi Qatar và Mỹ có thể tăng đủ sản lượng hydrocarbon. Bloomberg cũng tính toán cho thấy khả năng tài chính của một số chính phủ đang trong tình trạng căng thẳng. Khoảng một nửa số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu gánh nợ với tổng giá trị vượt quá 60% tổng sản phẩm quốc nội GDP của khối. Hải quân Hoàng gia Thái Lan xác nhận một tàu hộ vệ quan trọng của lực lượng này đã gặp sự cố sóng đánh chìm lúc khuya ngày 18 tháng 12. Theo thông tin từ Hải quân Hoàng gia Thái Lan, HTMS Sukhothai mang số hiệu FS-442 bị chìm ở vịnh Thái Lan vào lúc 23 giờ 30 phút khuya ngày 18 tháng 12 theo giờ địa phương. Lúc đó HTMS Sukhothai đang tuần tra cách cảng ở huyện Bang Saphan, miền trung của nước này khoảng 36 km. HTMS Sukhothai gặp sự cố do gặp phải những đợt sóng quá lớn làm nghiêng tàu. Nước biển đã tràn vào tàu từ đường ống xả, gây chập mạch hệ thống điện và toàn bộ nguồn điện trên tàu bị ngắt. Hậu quả là động cơ chính của tàu ngừng hoạt động. Đến 23 giờ 30 phút, Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông báo tàu hộ vệ được biên chế từ năm 1987 chìm do sóng quá lớn và nước tràn. Sukhothai là một trong 7 tàu hộ vệ của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Tàu đóng vai trò soái hạm của các phi đội tàu tấn công nhanh. Vì vậy, việc tổn thất chiếm hạm được cho là gây ảnh hưởng lớn đối với năng lực của Hải quân nước này. Tổ chức Giám sát Nhà báo Không Biên giới công bố số liệu thống kê chỉ ra rằng trong năm 2022, Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới với các nhà báo. Thống kê của tổ chức cho thấy, từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 12 vừa qua, quốc gia Mỹ Latin, Mexico ghi nhận 11 vụ sát hại nhà báo, chiếm gần 20% tổng số vụ toàn cầu. Báo cáo chỉ ra rằng đây là bằng chứng đáng báo động nhất về các vụ bắt cóc, hành hung và bắt giữ những người làm trong lĩnh vực truyền thông. Trên toàn thế giới, Tổ chức Giám sát Nhà báo Không Biên giới ghi nhận 57 vụ sát hại nhà báo, tăng 18,8% so với năm 2021, chủ yếu do xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, gần một nửa số vụ sát hại nhà báo diễn ra ở châu Mỹ. Các nhà chức trách Đức thông báo hầu hết các món đồ trang sức bị đánh cắp trong vụ trộm kho báu của bảo tàng Greenwald thuộc Cung điện Hoàng gia ở thành phố Dresden vào năm 2019 đã được thu hồi. Truyền thông Đức gọi đây là vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử hiện đại khi số vật phẩm bị đánh cắp trị giá ít nhất 120 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát và các công tố viên Đức cho biết
giới chức đã thu hồi được tổng cộng 31 món đồ bị trộm năm 2019, trong đó bao gồm một ngôi sao trên ngực của huân chương đại bằng trắng Ba Lan và một chiếc mũ đội đầu bằng kim cương trang trí công phu. Sự việc này được miêu tả như một phép màu Giáng sinh vì đã có lúc khả năng thu hồi các báu vật bị mất trộm tưởng chừng rơi vào vô vọng. Việc tìm lại được số trang sức được công bố trong phiên tòa xét xử 6 nghi phạm liên quan đến vụ cướp chấn động vào ban đêm tại bảo tàng Greenwald của Cung điện Hoàng gia ở Dresden vào tháng 11 năm 2019. Những tên trộm khi đó đã lấy đi những món đồ trang sức và các vật có giá trị từ bộ sưu tập nạm hơn 4.300 viên kim cương với giá trị ước tính là khoảng 120 triệu đô la Mỹ. BBC News. Vừa qua, gần 1.000 người đã cùng hóa trang thành ông già Noel tham gia giải đạp xe đạp quanh đấu trường La Mã ở thành phố Rome, Italy, với mục đích quyên góp từ thiện. Gần 1.000 ông già Noel cùng đạp xe vào ngày Chủ nhật vừa qua trong một sự kiện nhằm gây quỹ điều trị ung thư cho trẻ em và hỗ trợ gia đình các em, như một phần trong chuỗi hoạt động của tổ chức từ thiện dành cho trẻ em Peter Pan. Tổ chức có trụ sở tại Italia này đã giúp đỡ hơn 700 gia đình kể từ khi được thành lập vào năm 1994. Những người tham gia hoạt động chia sẻ, họ cảm thấy thật tuyệt vời khi được làm điều gì đó tốt đẹp bên cạnh những người có cùng suy nghĩ với mình. Hoạt động không chỉ mang tới không khí ấm áp dịp Giáng sinh sắp tới, mà còn góp phần giúp đỡ những em nhỏ không may mắn mắc ung thư và gia đình của mình để cùng vượt qua những khó khăn. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.